chiếc, 116 chiếc, giá nào cũng bán, giá nào cũng bán, rẻ quá bà con ơi. Xả quần áo tồn kho, xả mua về nhà không luôn quay lại cái khác luôn.
mấy người mua hai chục cái 39.000 rồi. Vâng, 39.000 cái mua rồi ạ. Chuẩn cái nhà cái nước thì là 9.000 một đôi. Vâng, đúng rồi. Giá mình là một nhà cái gì đó nhé. Mà có cái gì đó là cân như thế. Chưa được 2 cân đâu bạn. Gần 500 sản phẩm của tay nhịp đã được giảm giá và cùng với nhà mình trong buổi trở lại hôm nay. Chương trình giảm giá đặc biệt đôi của một tương lai thanh nhịp đã đồng giá là đồng giá 39.000 đồng. Tân giá 39.000 đồng. Dạ. Nếu cho người đẹp lên sóng ấy. Cái này là cái chợ đấy, 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 cái này là cái chợ đấy,
sợ chất giả mà không phải đâu. Cả bà chăm thịt đấy. Bà ngay khổ bao nhiêu. Cái bé này bắn kém đi. Này cho ra rồi à? Nó lại cho ra ở đâu ra? Bảo sẽ giữ ở đây. Con trâu này á, nó đánh cát ở đây nhà bà nhỏ hết. Mày tạo quá đây. Cả cái miếng ăn cho bà rồi. Mà nhau lấy hai miếng đi tách ra bà. Ngon thế này. Cái này ngọt chứ. Đấy, chúng ta hai quả này cho nó có cặp có đôi bà. Ăn vừa ngon vừa vừa ngọt vừa giòn. Không ngon rồi. Anh chắc chỉ còn mà anh chẳng ngon là hết này. Tình thế. Giờ bán hạ giá rồi. Cái nhà thấy này đang mua đông rồi. Mình nhìn cái đẹp. Yep. Tồn kho 5.000 một chiếc, 10.000 một chiếc, 20.000 một chiếc, 50.000 ba chiếc, 100.000 sáu chiếc. Giá này. Hai mươi nghìn một chiếc, 50.000 ba chiếc, 100.000 sáu chiếc. Giá nào cũng bán, đây giá bà. Nào cũng bán rẻ quá bà con ơi. Vàng 60.000 một cái. Quần áo tồn kho, 5.000 một chiếc.